Vô. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dán miếng phim PPF nhà VinSeal. Thì sau khi nhận được cái hộp VinSeal thì trên trong sẽ có cái miếng phim. Nay mình sẽ dán màn hình S24 Ultra. Cái miếng này là miếng phim UV cứng. Đây, miếng phim này thì gồm sẽ có 4 lớp. Lớp trắng này là lớp bế cuối cùng. Thì các bạn nhận được thì không cần phải giữ lại miếng này, mình cứ tháo ra. Cái miếng lớn ngoài cùng này là cái miếng để lấy bụi và định hình cái miếng phim trên cái mặt màn hình. Thì trước khi mình cố định cái miếng phim này thì các bạn lọc lau sạch cái màn hình này. Rồi, sau khi lau thì mình sẽ cố định miếng phim lên màn hình. Rồi, sau khi cố định nó thì mình nhấc cái này lên. Nhấc miếng phim lên nè. Rồi mình đẩy. Mình nhấc nhẹ rồi mình đẩy. Làm tương tự giống như mặt bên dưới. Rồi sau khi đẩy xong thì mình dùng cái kẹt này mình dán. Mình đẩy hết bong bóng ra ngoài để cho cái miếng phim này sẽ dính lên cố định trên màn hình của mình. Thì lưu ý là ở phía trên cùng nó sẽ có một cái lớp là giữ cho PPF nó không có bị giãn. Thì sau khi mình đẩy xong thì mình mới tháo cái lớp này lên. Rồi. Mình có thể dùng tay hoặc là miếng keo nào đó thì mình nhấc nhẹ cái lớp đầu tiên lên. Rồi. Miếng phim của mình sẽ nằm trong màn hình này. Thì đối với lại cái phim UV này á thì mình sẽ phải dùng đèn. Dùng đèn UV thì mình rọi vào. Thường thì các bạn sẽ được cho thêm một cái sợi dây sạc và một cái đèn UV này. Đây mình cắm vào này. Rồi. Mình sẽ hơ các góc. Hơ các góc cho đến khi hết màn hình luôn. Thì cái miếng phim UV của mình nó sẽ cứng lại. Lưu ý là đối với miếng phim này là mình không có để ngoài ánh nắng trực tiếp hoặc là tiếp xúc nhiệt độ quá nóng thì nó sẽ làm bị cứng cái phim của mình và nó sẽ không có dính vào trong cái màn hình được nữa. Thì phim UV này thì chuyên dán cho các màn hình cong thay thế kính UV. Rồi. Bong bóng thì mình dùng máy nóng lên hoặc là đường keo này máy nóng lên thì trong vòng 24 giờ thì miếng phim này mình sẽ nó sẽ tự tan ra và fit vào trong màn hình của mình. Cảm ơn các bạn.